giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị khán giả. Ngày mai dự báo là nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở Thanh Hóa, Vinh, Đông Hà, Huế và Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Nắng nóng đi cùng với nguy cơ về chỉ số tia cực tím gây hại rất cao, như là tại Huế, Đà Nẵng, Hội An hay là Nha Trang, dự báo chỉ số tia cực tím lên tới mức 10. Ở mức này thì da của chúng ta rất dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, thậm chí là cháy nắng nếu như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng quá 25 phút. Trong khung giờ từ 11 đến 14 giờ là lúc mà chỉ số tia cực tím lên cực đại trong ngày. Chính vì vậy, quý vị nên hạn chế di chuyển ngoài trời vào thời điểm này. Khi mà ra ngoài đường thì cần phải mặc áo chống nắng có chất liệu dày dặn như là vải bằng denim và cũng đừng quên là bảo vệ mắt bằng kính râm. Ở Bắc Bộ thì cũng cần phải chú ý tới các biện pháp bảo vệ da cũng như là mắt, bởi dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng như là thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương lên tới trung du vùng núi là Việt Trì, Yên Bái, Hòa Bình sẽ tăng lên cao nhất từ 35 cho tới 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian nắng không kéo dài, chủ yếu là từ sáng cho tới trưa. Thời tiết ở Tây Nguyên sẽ dễ chịu hơn, phổ biến là từ 28 đến 30 độ. Xuống tới Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 33 độ. Sau 14 giờ, trời sẽ chuyển mưa dông rải rác. Vùng mưa vừa, mưa to dự báo sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Bộ. Và đây cũng là nơi có nguy cơ cao xảy ra sấm sét, gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang và ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, cảnh báo là có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ và biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.